Chào các bạn, hôm nay Tú Trinh quay lại video để làm kỷ niệm. Cây này là cây tiểu quỳnh, có người thì còn gọi là cây lan, hoa lan càng cua. Trước đó thì khoảng 4 tuần nó đã nở hoa rất là đẹp, nhưng mà trong lúc nở hoa thì Tú Trinh không có thời gian quay phim lại. Và sau khi nó nở hoa xong á thì cái lớp nở này nó đã nở hoa, là cái lớp ở đây. Thì sau khi nó nở xong nó lên thêm hai lớp lá mới, Tú Trinh để nuôi dưỡng nó lại. Nó là một lớp thì nó lên hai lá. Thì cây này rất dễ chăm sóc. Được một tuần rồi, hôm nay khoảng một tuần là Tú Trinh không được tưới nước nó. Cũng không sao, đất nó cũng còn ẩm, nhưng mà hôm nay Tú Trinh phải tưới xương nó để chăm sóc nó thêm. Thì nó ra lá, nhưng mà Tú Trinh sẽ tưới nước nó. Sau đó Tú Trinh lựa những cái thân lá nó hơi già, Tú Trinh sẽ đem đi dăm lá, dăm cành lại. Thì hôm nay Tú Trinh sẽ nuôi dưỡng nó. Cái loại này thì nó không có thích nước nhiều mấy, nhưng nó hơi ẩm ướt là thỉnh thoảng 3-4 ngày tưới xương nó một lần. Nhưng mà Tú Trinh để trong chỗ nơi thoáng mát, không có nhiều ánh nắng. Ánh nắng nó nhẹ, rất là dễ trồng, ưa nơi chỗ thoáng mát. Tôi chinh tưới như vậy, xương như vậy, trong vòng một tuần lễ sau tôi chinh mới tưới thêm nữa. Nó tiết kiệm được thời gian lúc mình không có rảnh nó, cho nó thấm đều đi. Lá nó ra rất là xanh mướt, màu xanh rất là đẹp. Tú Trinh sẽ quay phim lại từng giai đoạn phát triển. Cây hoa tiểu quỳnh của Tú Trinh
trước đó mua từ vườn hoa kiển về, nó nở hoa rất là đẹp, hoa hết đợt hoa nó nở cũng rất là lâu. Sau một thời gian dài thì tôi chinh đã nhân giống nó rất là nhiều. Những cái chỗ này là tôi chinh lấy ra hết một phần, và những cái chinh ngọn là tôi chinh bẻ nó ra, bẻ nó ra rồi tôi chinh nhân giống ra. Nó đang phát triển, nó đang ra thêm những cái lá thêm, nó rất là dễ nhân giống. Một cây mà tôi chinh mua mà tôi chinh nhân giống ra thêm cái chậu này. Hiện nay nó đang, cái này là nhân giống cũng được khoảng 18 ngày mà cây nó đang phát triển, những cái lá nó đang đâm chồi lên, cái lá nó đang đâm chồi lên. Trước 18 ngày thì những cái lá đó là tôi chinh phơi 1-2 ngày cái nó bị héo như vậy. Sau đó cái tôi chinh trộn đất tươi xốp và tôi chinh găm cành đó, nhân giống nó ra. Hôm nay nó phát triển, chờ trong thời gian tới tiếp tục nữa. Rồi theo dõi từng giai đoạn. Những cái lá như vậy thì nó có cái rễ trên cái đầu rễ. Nó có cái lá trên đầu rễ. Đây. Mình bẻ nó ra cái rễ này, sau đó mình sẽ để đặt đất nó xốp tươi như mình đặt, chỉ đặt nhẹ lên cái đất thôi, để vậy đó. Rồi một thời gian cái nó tự nó rễ nó ăn vào đất, nó phát triển lên, nó sống rất là dễ trồng. Này, những cái lá này nó đang đâm chồi, đang đâm đòi chồi non, chồi non nó đang phát triển, hoa nó màu hồng rất.
đã đang khỏe, này đã đang phát triển. Này tôi trình một tuần lễ, hơn một tuần lễ chưa được tưới nước nữa, đất nó vẫn ẩm ướt. Nó đang phát triển cái chồi, chồi lá. Nó có màu hồng, cây này là màu hồng rất là đẹp. Hôm nay Tú Trinh rất vui được chia sẻ những video mà Tú Trinh yêu thích hoa kiển, cây xanh trên sân thượng và nhân giống nhiều cây xanh. Tú Trinh chia sẻ cho các bạn xem. Xin chào các bạn. Bye bye. Hẹn các bạn những cái video kế tiếp mà Tú Trinh yêu thích trồng hoa trên sân thượng.